Chào mọi người, hôm nay chúng ta với một cái bữa ăn, xem là thời gian nó là bao nhiêu phút. Một cái bữa ăn bình thường, bốn lạng một bát đó. Bát là bát to, bát này là bát 25 đó, của Yumi. Ok, đây của Messi, đây Messi rồi. Con siro đâu ra đây xem nào. Đây, phần của siro đây, lùi lại. Đây siro rồi, pila ra đây nào, từ đã nhá. Đây pila ra đây rồi, ok đó nhá. Xem tổng thời gian là bao nhiêu phút rồi. Mi ăn phần của mi đi. Ok đó, mi ăn đi phần của mi đó. Mi ăn, mi ăn nhanh không là chúng nó ăn xong, mà mi chưa ăn xong là anh sẽ cho chúng nó ăn đấy. Rồi được 1 phút rồi nha. Đây này, cái canxi này mà mọi người cho nó ăn thì mọi người cứ cho luôn vào trong bát như thế này được, chứ không phải ấy đâu. Nó ăn nó sẽ cuốn hết. Đây cho quay để quay nhìn siro ăn. Đấy, siro ăn đi. Đấy, siro đã liếm hết cái viên canxi rồi đấy. Hết rồi, vừa thấy viên trắng là hết rồi. Siro ăn rất là nhanh. Siro thì hôm nay gần như là rụng hết lông, còn ít lông cứng nữa thôi. Lông đệm là coi như rụng hết rồi đấy. Bát của pizza. Yumi không ăn hết hả? Thế thì lại cho em siro nhá. Yumi ăn ít. Đây, cho siro này. Cho siro thêm. Ok. Messi cứ ăn từ từ. Đó. Phần của Messi thế nào rồi? Phần của Messi vẫn còn. Siro ăn từ từ thôi. Đấy, mi có ăn thêm đi, không anh cho nó ăn nốt. Rồi, hơn 2 phút rồi. Coi như mất 20 giây ban đầu là 20 giây chuẩn bị. Thì coi như là đến bây giờ là pila với lại siro đã xong. Tức là mất khoảng hơn 2 phút một chút. Messi thì ăn từ tốn hơn. Messi cũng đã kết thúc.